chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Xe Lang Thang. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng tất cả mọi người về một vấn đề, đó là GrabCar trừ phí của lái xe là bao nhiêu phần trăm và Bika trừ phí của lái xe là bao nhiêu phần trăm, và cái thưởng của GrabCar như thế nào và cái thưởng của Bika như thế nào các bạn nhé. Thì đầu tiên mình xin phép trả lời luôn của GrabCar là như thế này. Trước kia ấy, Uber còn ở lại Việt Nam ấy, thì tất cả lái xe GrabCar sẽ bị trừ phí là 23,38%, đã bao gồm là 10% thuế giá trị đã tăng và 1% thuế thu nhập cá nhân các bạn nhé. Thế thì sau khi một Uber rời khỏi Việt Nam ấy, thì GrabCar tăng phí của lái xe tăng cao lên, đó là tăng lên là hiện tại như bây giờ là 28,38%, đã bao gồm là 10% thuế giá trị gia tăng và 1% thuế thu nhập cá nhân. Đấy là hiện tại bây giờ là như vậy. Còn đấy là vấn đề là của GrabCar, thì GrabCar thưởng như thế nào? Thì nếu mà bạn lái xe thì GrabCar ấy, từ 3 tháng trở lên thì bạn sẽ có cơ hội được thưởng 5% của tổng doanh thu cả tháng các bạn nhé. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tùy từng thời gian mà GrabCar thưởng khác nhau. Dù cái thời điểm đầu tiên ấy, thì GrabCar thưởng theo số quốc, có nghĩa rằng là nếu tháng thứ tư bạn chạy 3 tháng rồi, bạn chạy trung thành với GrabCar mà bạn không được phép chạy Bika đâu nhé, thì bạn sẽ được cơ hội thưởng 5% như thế này. Đến tháng thứ tư bạn chạy được 450 quốc, bạn được thưởng 1%. Tháng thứ năm bạn chạy được 450 quốc tiếp, bạn lại được thưởng 1% tiếp. Bạn nên nhớ là phải trên 450 quốc các bạn nhé. ... Tháng thứ 5. Đấy, tháng thứ 5 bạn thưởng 5% tiếp, bạn chạy đủ 450 quốc tiếp thì bạn sẽ được thưởng mốc cuối cùng là 5%. Thế có nghĩa rằng ấy, để đạt được cái 5% này thì bạn phải chạy tối thiểu là 8 tháng. 3 tháng đầu tiên là trung thành với Grab trước. 3 tháng đầu tiên là chạy cho Grab trước. Tháng thứ 4, tháng thứ 5, tháng thứ 6, tháng thứ 7, thứ 8, mỗi tháng bạn đặt trên 450 quốc và chỉ được phép chạy nguyên GrabCar thôi, thì bạn sẽ được thưởng tối đa là 5% của tháng đấy. Thế có nghĩa rằng là ngoài cái việc bạn trừ phí là 28,38% ra, bạn được Grab thưởng thêm cho bạn hàng tháng là 5% của tổng thu nhập một tháng của các bạn. Đấy, đấy là về thưởng của tháng. Còn về thưởng ngày thì Grab cũng tùy từng thời điểm mà Grab thưởng khác nhau. Có đợt thì Grab thưởng số quốc, nếu bạn chạy được 10 quốc thì thưởng được 100, chạy được 15 quốc thì thưởng 200. ... Nhưng khi bạn chạy được 30 quốc thì Grab thưởng cho bạn 500, tùy từng thời điểm mà Grab thưởng. Còn hiện tại như bây giờ thì Grab lại thưởng theo kiểu là thưởng ngọc, kiểu người ta cứ suy ra mỗi một thời gian một kiểu khác nhau để cho nó lạ lạ độc thôi mà các bạn. Thưởng ngọc thì thưởng như thế nào? Có nghĩa rằng ấy, trong giờ cao điểm mỗi quốc xe của bạn được thưởng là 30 viên ngọc, khoảng là như thế. Hoặc là nếu quốc xe của bạn mà ngắn dưới 2 km, bạn được thưởng thêm 10 viên ngọc là 40 viên ngọc. Buổi trưa là từ 11 giờ đến 2 giờ chiều bạn được thưởng là 20 viên ngọc. Buổi tối và cao điểm là từ 4 giờ chiều tối cho đến 7 giờ tối, bạn được thưởng 30 viên ngọc tiếp cho mỗi quốc xe. Thì nếu ví dụ một ngày, đấy là tôi ví dụ nhé, nếu một ngày mà bạn chạy được khoảng 300 viên ngọc, có tương đứng các quốc xe mà tôi vừa nói với các bạn đấy, 300 viên ngọc thì bạn sẽ được thưởng là 100.000, 400 viên ngọc bạn được thưởng là 150.000, 500 viên ngọc bạn được thưởng là 200.000, 700 viên ngọc bạn được thưởng là 500.000. Cái này nó không cố định, tùy từng thời gian, thời điểm mà Grab thưởng khác nhau. Đấy là chế độ về thưởng ngày và thưởng tháng mà tôi vừa nói với tất cả các bạn. Còn Bika thì sẽ chiết khấu của các bạn là bao nhiêu phần trăm? Như thế này, Bika chiết khấu của lái xe là 25% và 10% thuế giá trị gia tăng và hơn 1% thuế thu nhập cá nhân. Tổng như vậy là tính chi ly cho một quốc xe thì bạn bị trừ sấp xỉ là 36%, 36% các bạn nhé. Thế nhưng mà khi mà bạn hỏi bi trừ bao nhiêu phần trăm, dĩ nhiên đồng người ta chỉ nói là 25% thôi, chứ chẳng ai nói là 36% cả. Chẳng qua là tôi tính chi ly cho các bạn biết là bi trừ bao nhiêu phần trăm, đó là tổng từ A đến Z trên một quốc xe là sấp xỉ 36%. Thì bi cũng thưởng cho lái xe như thế nào? Thì thưởng như thế này, thì một ngày bạn chạy được 10 quốc, bi thưởng cho các bạn là 150.000. Các bạn chạy được 15 quốc thưởng cho 200.000. Các bạn chạy được 20 quốc thưởng 300.000. Các bạn chạy được 30 quốc hoặc 35 quốc thưởng cho bạn là 400-500. Cũng tùy vào thời điểm mà bi thưởng khác nhau, nhu cầu của khách nữa. Cho nên là mỗi một thời gian là bi thưởng rất là khác nhau, hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Nhưng hiện tại bây giờ thì bi lại thưởng như thế này. Mỗi một chuyến xe được tính là 1 điểm, nhưng mà trong giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ thì bi lại tính cho bạn là 2 điểm. Đấy, còn mà các bạn đi một quốc xe trên 8 km, bi cộng thêm lại 1 điểm là 3 điểm.
Thế buổi chiều nó tan tầm, buổi chiều tắc đường đấy, là khoảng từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối ấy, đi lại thưởng cho các bạn là mỗi một cốt xe là 2 điểm, và trên 80 mét lại cũng thêm một điểm là 3 điểm. Còn những cái giờ bình thường không phải là có điểm thì mỗi chuyến xe là 1 điểm. Đấy, lúc ngày chủ nhật thì thưởng cao hơn một chút, là thêm cái khung giờ là từ 1 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều. Đấy, như vậy là mình chỉ nói nôm na là các bạn dễ hiểu một chút. Đến khi nào ấy mà bạn nào có ý định để mà chạy bi hay chạy gác ấy, thì các bạn hiểu nó sẽ hiểu nôm na là như thế. Và những cái gì mình chia sẻ với các bạn thì nó sẽ tương tự như vậy. Nhưng sau này khi các bạn vào chạy xe ấy, thì có thể thời điểm các bạn là chính sách đãi ngộ thưởng hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Thế thì mình sẽ nói ví dụ về cái chiết khấu thực tế nhất của gác như này, hiện tại luôn nhé, để mình không mất thời gian làm nhà của các bạn nhé. Hiện tại bây giờ này, ví dụ mình chở một cuộc khách có tổng số tiền là 102.000 thì phí tính thế nào, đúng không các bạn? 102.000 thì gác tính như này này, 102.000 thì 2.000 đồng là phí ứng dụng sử dụng Grab, mà Grab đây là thu của khách, mà giá cho khách rồi 102.000 rồi, 2.000 này là thu của khách, như vậy mình chỉ còn 100.000 thôi. Như vậy là mình bị trừ 28,38 của 100.000 chứ không phải là của 102.000 nhé. Mình nói lại nhé, 102.000 là 2.000 Grab thu riêng, tức là phí sử dụng ứng dụng. Còn Grab trừ phí của chúng ta là 28,38% trên 100.000. Đấy, mình tính như vậy để cho các bạn dễ hiểu, dễ hình dung hơn. Ví dụ có khách 98.000 thì chỉ còn 96.000 thôi, 2.000 là phí ứng dụng. Còn 96.000 là mình bị trừ 28,38 trên 96.000. Còn đối với Bi thì có khách của bạn là 100.000 đồng thì bạn sẽ bị trừ xấp xỉ khoảng 36%, có nghĩa là bạn sẽ mất khoảng là tầm 35.000, 34.000 mấy trăm đấy. Đấy, đấy là cách tính của Bi và Grab. Đấy là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn biết nếu bạn nào có nhu cầu chạy xe công nghệ nói riêng, là chạy xe dịch vụ đấy, hoặc là mình vào chạy xe taxi đấy, thì mình biết thêm để mình tham khảo, để mình có nên chạy Grab không, chạy Bi không, hay là mình vào chạy taxi truyền thống, để các bạn hiểu thêm. Và sau cái video này các bạn ạ, thì tôi sẽ gửi cho các bạn thêm một số hình ảnh về Grab thưởng cho lái xe như thế nào và Bika thưởng cho lái xe như thế nào, để các bạn hiểu và rõ hơn các bạn nhé. Các bạn, nếu mà các bạn thấy mà nó khó hiểu ở chỗ nào ấy, hoặc là chỗ nào mà tôi nói sai với thiếu, hoặc các bạn thấy thắc mắc ở đâu, thì các bạn cứ comment bình luận ở phía dưới, tôi biết cái gì tôi sẽ trả lời luôn cho các bạn nhé. Nếu video của tôi mà hay thì tôi xin các bạn bật like, và các bạn hãy đăng ký kênh nhé, để tôi có những video nào ra thì nó hiện trên màn hình của các bạn ấy, thì các bạn sẽ biết thêm, để mà biết thêm những cái thông tin, những cái gì mà nó mới ra hay như nào đấy. Thì tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, tôi xin cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin phép được chào và tạm biệt các bạn.